nhà có người con, nhưng người mẹ chỉ luộc mỗi một con gà mái già, hơn nữa còn quy định mỗi người con chỉ được nếm thử một miếng, còn lại bắt phải để lại chỗ cũ để dành cho người chồng sắp sửa về nhà bồi bổ cơ thể. Nhưng vào lúc cô đang nóng trông ngóng trở về thì lại không ngờ người chồng đã gặp nạn khi đang đi làm trên biển. Đến nhân viên nhỏ mới đi làm được vài ngày, bức tường đột nhiên có một cái lỗ, Sato không thể không tò mò nhìn kỹ hơn. Thật bất ngờ, nữ tỷ phú này mỗi mơ với con trai tích của mình. Không ngờ hôm sau đã gặp một anh chàng đang gấp bao sữa, tình cờ bị xe của phú bà đâm phải, sữa đổ khắp sàn đất. Người phụ nữ nào sao? Giang Mi vô tâm nói. Khoảnh khắc cô quyết định ra đi đã vẽ một đường thẳng với họ. Hy vọng anh không làm phiền cuộc sống của mình nữa. Nếu anh muốn rời đi tôi sẽ tự sát cho anh xem. Người đàn ông tự đập mình quay đi mà không nhìn lại. Nỗi bất bình lâu nay của người phụ nữ cuối cùng cũng nổ ra. Khi anh ấy đi xuống cầu thang, người phụ nữ đã đứng ngoài ban công tầng 14. Người đàn ông trả lời điện thoại, không kiên nhẫn hỏi.